Dạ, tôi xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Đầu video thì cho phép con xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an, thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những khu nghĩa địa, những nơi có dông ma, dông quỷ đang tu luyện ở cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiếp tục quay trở lại căn nhà của ông thầy Pháp để đến đây để mình tìm hiểu xem coi hôm nay mình và con và cả nhà mình có duyên với linh nào trong căn nhà này, để mà có thể trước là mình cúng kiến cho họ dùng, sau đó mình sẽ gửi họ đi về chùa, về núi để cho họ tu hiền tu lành để sớm cầu thai chuyển kiếp luân hồi để làm kiếp người mới nha cả nhà. Dạ thì cũng hy vọng rằng cả nhà mình xem video thì có thể là thương tình để lại, có xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh cũng như một lượt chia sẻ để tạo thêm cái động lực, tạo thêm cái tinh thần để con có thể là tiếp tục có động lực để mình đi giúp đỡ nhiều ông linh đang lang thang tối khác ở cõi ta bà này nha cả nhà. Dạ thì bây giờ cũng kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiến vào trong căn nhà của thầy Pháp này để mình tìm gặp những ông linh ở trong đây nha cả nhà. Không biết là ngày hôm nay mình có đủ duyên để mình gặp những vinh trong cái căn nhà này không đây. Nhà này đúng hoang tàn cái nhà. Rồi có vòng cái bềm ta. Trời, gì mà chiếu vòng từ lưa đây ta. Ui tối quá cả nhà. Để con xíu nha, để con lấy ráp cái đèn vô cái nhà này. Giờ rồi. Gì nữa, phải có cái chiếu ở đây đây. Chảy ra. Dạ. Để mình dòng vào sau hè mình coi làm sao cái nha. Dầm dầm xòe trước đi mình ha. Dầm lên trước đi. Không thấy ta. Tiến vào đây coi. Ui kìa, kìa này. Thấy có vòng kìa. Dạ, chú xin chào vòng. Trời, chị chưa kịp bay nữa, bay dưới mình rồi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi đến đây chỉ là muốn giúp đỡ và cúng kiến cho các phong dùng thôi. Tôi không có gì xấu nha. Mở cửa là kỳ toàn rồi cái này. Thì hy vọng rằng ông hoan hỷ ha, mở rộng tấm lòng của mình để tôi giúp đỡ cho nha. Ông kia kìa. Hello. Đi ra ngoài chưa? Ai tôi đi vô đây? Vô đây phá hả? Tôi đến đây để người. Tôi đến đây để cúng cho cô dùng thôi, chị dùng thôi. Nhưng tôi không có phá chị đâu. Mày chị... này á, còn có thầy mà dám cho mày hả? Còn đèo hả? Trời ơi.
Dạ mô Phật. Tôi nay chủ yếu là muốn giúp đỡ chị thôi mà. Không tin rồi. Okay. Đứng bên ghế nha. Hello. Chào chị. Sao lại đã nói là không có cho vô đây mà còn vô đây nữa hả? Đi luôn. Dạ. Dạ em chị đừng có nóng giận. Thì em đến đây chỉ là muốn giúp đỡ chị để mà đưa chị về chùa núi tu hành học đạo thôi. Chứ em đâu có gì xấu đâu. Chị bình tĩnh đi nha. Hôm nay em có mang cơm nè. Bánh và trái cây nữa. Kìa kìa đứng bên đó kìa kìa nha. Hả? Có cái gì vậy? Có đem cơm, bánh và trái cây đến đây để mà cúng cho các phong linh ở đây nè. Thiệt. Thì coi như là ngày hôm nay chị em mình cũng có duyên gặp nhau ở đây rồi. Thì mình mở rộng cái tấm lòng của mình đi để mình giúp đỡ. Còn nó dốc còn không? Nó thiệt mà dốc đâu ra. Tại vì chị chưa tin tưởng thôi chứ. Nếu mà chị tin tưởng em là chị sẽ được no lòng ấm dạ. Mình được về chùa về núi em tu hành học đạo nữa. Trời ơi, có thiệt không? Mà nói là có cơm hả? Có cơm. Có trái cây. Nhưng ngon chứ hả? Dạ giờ chị bình tĩnh nha. Để cho em vào em nói chuyện chị xíu nha. Nhưng mà có thiệt là giúp đỡ không? Thiệt. Tôi ở đây để giúp đỡ chị thôi chứ tôi không có hại chị đâu. Chứ không phải vô đây phá cái nhà của thầy tôi hả? Không có. Đến đây để mà giúp đỡ chị thôi. Để hướng cho chị về Phật Pháp để cho chị hiểu. Để mình tu hành học đạo để mình sớm thở được thai nữa. Chứ không lẽ chị muốn làm hồn ma vất vưởng ở cõi tà bà này hoài sao? Không muốn mà làm hồn ma hoài đâu. Thì bởi vậy thì chị đã nói chị không muốn rồi thì chị bình tĩnh đi để cho em vào đi rồi em giúp đỡ chị cho mình sẽ thành kiếp người mới khỏi phải lang thang đói khát. Em vẫn biết rằng là chị hiện tại em đang rất đói, đang rất là lạnh lẽo. Đúng rồi, tôi đói lắm, mà tôi giận lẽo nữa. Đỡ. Tôi khổ lắm. Thì thôi giờ cho em vào nha. Trời cầm cây ghê quá. Tôi bỏ cây nè, giúp đỡ cho tôi đi. Rồi. Trời, bà sợ bà con né con nhớ vậy nha. Dạ mô Phật, chào chị. Trời ơi, có gì đâu mà vô chưa hết lấy cây của người ta rồi. Tôi tưởng đâu là có người vô đây phá đập cái nhà của thầy tôi chứ, cho nên là tôi mới đuổi đánh như vậy đó. Không có đâu. Thì nói chung thì em thì cũng đã đến đây rất là nhiều lần. Có thể là cũng chưa đủ duyên gặp chị á. Thì ngày hôm nay thì cũng coi như là mình đã đủ duyên rồi, đủ phần, đủ phước của mình. Thì mong rằng chị hoan hỷ ha. Ờ, chị nói là đây là nhà của thầy chị hả? Đúng rồi. Ủa. Nhà của thầy của tôi á. Hồi năm trước á, tôi cũng ở đây nữa nè. Nhưng mà thầy giáng sớm thầy mất rồi. Dạ. Rồi lúc đầu lúc đó chị mới đi lang thang. Phải. Rồi chị... không phải một mình tôi nhưng mà nhiều lắm. Dạ. Nhiều lắm vong linh á. Chết qua như tôi lắm ở đông đây nè. Được thầy á cũng mang về đây á. Dạ thì cái chuyện mà ở đây nhiều phong linh em vẫn biết. Tại vì lúc trước em cũng có giúp đỡ như mấy phong linh á. Thì cũng nói là đây là nhà của một ông thầy cũng có là cu mang rất là nhiều phong linh. Khi mất rồi thì tất cả mới tản lạc đi để mà kiếm đồ dùng đúng không? Phải đúng rồi đó. Mà chị về đây lâu chưa? Tôi về đây được 3 ngày rồi. Ồ mới về được 3 ngày thôi hả? Trời ơi. Thôi giờ chị bình tĩnh đi. Ngày hôm nay thì nãy có nói là em có đem cơm á, bánh trái cây á. Thì để em trước để em cúng kiến gì dùng ha. Rồi cho chị no lòng ấm dạ đi. Rồi em sẽ vào rồi nói chuyện rồi chỉ đường chỉ lối cho chị đi về chùa núi tu hành nha. Được chứ. Giờ thì chị đứng đó đi để em cúng cho chị dùng. Trời ơi, có duyên rồi mà còn quánh người ta nữa. Vậy về đây với ai? Có một mình vậy hả?
chị Di có về chung với ai nữa không? Có. Có hả? Chị Di á, ba cái vong linh kia như tôi cũng là phận nữ vậy đó. Ồ. Một thánh quan như tôi vậy đó. Rồi rồi, hỏi đâu? Mời họ ra dùng những phần lễ chung với chị đi. Không có được đâu. Sao vậy? Họ đói, họ tự đi kiếm đồ ăn rồi. À, là họ có về nhưng mà giờ họ đi kiếm đồ ăn rồi. Phải. Dạ, thôi thì chắc có lẽ thì em cũng chưa đủ duyên với họ đó. Để mơ chiều gì đó em rảnh thì em sẽ quay lại. Đây, hôm nay em có mang cơm nè. Thì em đi giúp vong thì em hay đem cơm chay lắm. Lại bánh trái cây. Ồ, ngon dữ rồi. Dạ, thì ấy coi ra dùng đi. Ôi, có kìa, quá trời nhiều luôn. Trong cái món mà tôi thích nữa là bánh đó. Vậy hả? Đây, để em rót miếng nước lại thắp cho chị ba nén hương. Để cho chị thể là hưởng đi, ấm lòng ha. Phải rồi đó. Trời. Lạnh lắm mà. Được có tổ hương nữa thì còn gì bằng nữa chứ. Dạ. Yeah. Thì thực sự chắc có lẽ bề trên cũng đã dẫn dắt chị con đường như chị để về đây đó. Thì cái coi dùng những phần lễ đi rồi chút xíu rồi chấp nhận để em đưa đi về chùa về núi. Về đó ngày nào mình cũng được dùng những phần lễ thế này nè, rồi mình còn được nghe kinh niệm Phật để giảm bớt cái nghiệp niệm của mình, giảm bớt cái oán hận, để còn điều thai nữa. Chứ chị mang cái oán hận hoài như vậy rồi sao điều thai chứng kiếp được. Phải rồi, tôi oán hận nhiều lắm á, cho nên là tôi cứ dứt dưỡng lang thang hoài. Thì đó. Thôi để em xin nhục hổ đây cho chị dùng trước đi, rồi chút xíu em vào. Dạ Nam Mô Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Vốn Cảnh, Tổ Thần Từ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng với cái nguyện là muốn được giúp đỡ cho các linh đang lang thang thoát khác trên cục thổ của các ngài các ông. Thì con mong rằng các ngài có cảm ứng chứng minh cho những linh đang trú ngụ đây được ra hưởng những phần lễ mà con mang tới để cho họ được ấm lòng nói dạ hơn. Và con cũng xin phép các ngài công cho con đưa họ đi về chùa về núi để cho họ tu hiền tu lành để sớm được độ thoát chiến kiếp luân hồi là một kiếp người mới. Rồi thấy chị ra dùng những phần lễ của em đi nha. Được. Dạ. Kìa, nhiều đồ ăn uống à. Mình đói rồi. Có từng lễ nay rồi mà kiếm không có gì ăn hết à. Giờ có được nhiều vậy trước mặt mình như nè, mình nó thấy thèm quá à. Để mình vô mình ăn mới được. Mình á, về đây mấy bữa rồi mà mình không ngờ á, mình ăn được á, nhiều đồ ăn gì nè. Mình mừng quá à. Vậy là chuyến này mình hết đói rồi, mình được no rồi đó.
từ nào giờ mình đói mình đi kiếm đồ ăn đâu có được nhiều đầy đủ như vậy đâu. Toàn mình á dành giật cái với lại mấy cái dâu kia không à, cho nên á được đồ ăn ít lắm chứ không phải nhiều như vậy đâu. Bánh này á, nó thơm, nó ngon dữ à. Mình thích ăn bánh lắm. Tại mình á, thích ăn đồ ngọt mà. Ừ mà hơn nữa chứ, mấy cái dòng á về đây chung với mình nè, không biết họ đi kiếm có đồ ăn hay không nữa. Mình á cũng cầu mong cho họ kiếm được cái ăn để họ đỡ đói khát. Mà giờ mình muốn chia sớt thì chia sớt sao giờ, mình không biết kêu họ ở đâu nữa. Đúng thiệt là bữa nay á mình được thưởng thức á một bữa ăn á nó ngon gì đâu luôn á. Tính ra là từ trước tới nay luôn á chứ.
Dạ, xin chào chị. Tôi chào. Dạ. Sao rồi, dùng những phần lễ của em mang tới thì thấy đã no đủ chưa? Tôi ăn no lắm rồi. Dạ. Lại tôi hưởng hương nhang này á, cũng ấm lòng no dạ lắm rồi đó. Ồ. Cho tôi cảm ơn nha. Dạ, không có gì. Ừ mà, bộ không có giận tôi hả? Trời. Mà còn cho đối đãi với tôi tốt quá vậy. Có đâu, thì nói chung thì em đã đi mở rộng tấm lòng mình, đi giúp vong rồi, không lẽ mới cứ như đó là giận, giận thì sao giúp được. Rồi chị đã bao lâu rồi không được dùng những phần lễ này? 7-8 ngày rồi đó, không có được ăn cái gì luôn á, cho nên nó đói dữ lắm. Dạ, nói chung là 7-8 ngày thì chị cũng đã gọi là có phước rồi đó. Chứ còn nhiều vong linh kia có thể 1 tháng luôn, 1 tháng mấy, 2 tháng luôn, người ta vẫn chưa có được những phần cúng. Thì nhưng mà thôi, thì ngày hôm nay cũng có duyên gặp em đây rồi, thì chị có thể cho em biết là chị đã lang thang khỏi Tà Bà này bao nhiêu năm rồi không? Tôi lang thang với lại tôi gặp được á thầy của tôi á 12 năm rồi. 12 năm rồi. Phải. Ồ. Rồi chị có thể cho em biết được cái tên của chị là cái tuổi của lúc chị mất không? Tôi tên là Nhẫn. Ờ, chị Nhẫn. Vậy chị mất nhiêu tuổi chị Nhẫn? Tôi mất 34 tuổi. Ờ, mất 34 tuổi hả? Wow. Rồi hồi xưa chị 34 tuổi rồi, chị có chồng con gì chưa? Có, tôi có chồng với lại 2 đứa con. Ờ, của chồng con luôn. Rồi, rồi người cho chị ơi, với chồng chị ơi, sinh quê ở đâu? Quê của tôi ở Sóc Trăng á. Sóc Trăng. Nghe nói Sóc Trăng là cái quê đó thường dân tộc Khmer rất là nhiều đúng không? Chị dân tộc Khmer hay dân tộc Kinh? Tôi là người Kinh, dân tộc Kinh á. Ờ, người Kinh. Tại vì thường thường lên Sóc Trăng nè, hay Bạc Liêu, Trà Vinh này là dân tộc Khmer rất là nhiều, cho nên em mới hỏi vậy. Rồi tính ra từ Sóc Trăng mà chị lang thang tới đây luôn á hả? Wow. Phải, tại tôi đói khát á, tôi cứ đi hoài, đi mãi gì đó. Dạ. Trời ơi, rồi ngày xưa mới có 34 tuổi mà sao mà mất sớm vậy? Chị có thể cho em biết được không? Lý do tôi mất là vì chồng của tôi á. Ồ, chồng giết chị. Tôi hả? Chồng chị đã sát hại chị? Phải, chồng tôi. Wow. Ra tay á. Dạ. Giết tôi luôn. Rồi. Thì có ẩn khúc gì không hay là có vấn đề gì? Thì ổng ăn chơi nhậu nhẹt hay là vấn đề gì mà chồng ổng lại giết chị? Thì đó là do cái thói ăn chơi. À. Xiên ăn mà nhát làm á, tôi chịu không nổi được cái cảnh đó đó. Dạ. Rồi á mới xảy ra cự cãi rồi dẫn đến nó chồng tôi lấy dao đâm tôi 17 nhát luôn. Trời. Rồi chỉ vì đơn giản là hai vợ chồng cãi nhau khi ổng lấy dao ổng giết chị 17 nhát luôn. Phải, nhưng mà cái lúc trước có nhiều chuyện xảy ra lắm. Ồ. Thì chuyện như thế nào, chị có thể kể đầu đuôi mọi ngành câu chuyện cho em hiểu rõ hơn được không? Hồi đó tôi thương cái người chồng của tôi đó. Dạ. Rồi ba mẹ tôi thì cản. À. Nói cái thằng này á, nó ăn chơi dữ lắm, đừng có nên lấy nó, lấy người nào nó chí thú lòng ăn. Dạ. Nhưng mà lúc đó tôi yêu đương mù quáng lắm rồi. Anh ta nói ngon nói ngọt để mà cho tôi tin tưởng. Ừ. Nào là không có ăn chơi qua bời nữa mà cứ vợ về lo làm ăn. Ừ. Tôi nghe vậy đó rồi tôi mới thuyết phục ba mẹ tôi đồng ý. Rồi hai đứa tôi lấy nhau về. Yeah. Mới đầu thì anh ta cũng chịu làm lắm. Đâu được 2 năm vậy đó. Rồi
chịu cực không nổi nữa rồi mới quay lại cái con đường cũ. Trời. Chơi bời với bạn bè rồi á, đi quýnh á, pizza, video gì đó là sáng đêm luôn. Trời, không lo làm gì, không lo vợ con tối ngày với pizza thôi nha. Phải. Wow. Mà còn vấn đề quýnh bài đâu nữa, đủ thứ hết trơn á. Rồi như tứ đổ tường luôn rồi, có nhậu nhẹt gì không? Có chứ, làm gì khỏi. Đá gà. Môn nào á, chồng tôi cũng biết hết trơn á. Vậy tính ra ông giỏi rồi. Ôi, thầy luôn, đâu nữa. Tôi á, thì tôi đi làm đầu tắt mặt tối gì đó. Ừ. Rồi mới có được đứa con đầu tiên. Ờ. Mà con khóc, con ấy vậy đó mà không chăm lo. Chỉ á, tôi gửi á cho ba mẹ ruột của tôi đó, rồi tôi đi làm, tôi tần tảo, ai mướn gì tôi làm lấy gì đó. Ừ. Rồi ba mẹ tôi nó phiền á là nên thôi nó đi, chứ nó như ngựa quen đường cũ mà, mày chịu đựng ở với nó hoài vậy chịu gì nổi. À. Mà tôi cũng còn thương chồng tôi dữ lắm, tôi cố sức mà tôi khuyên ngăn ảnh á, mà ảnh không có nghe, còn chửi lại tôi nữa. Ừ. Bữa đó không biết chơi cái gì đó, rồi thua tiền á, không có tiền chung người ta. Người ta tới nhà đòi. Wow. Tôi á, mới chạy dạy á, mượn tiền để mà trả nợ cho anh ta. Rồi á, anh ta bỏ đi đâu mấy ngày luôn. Trời. Tại vì thiếu nợ á, rồi mới trốn đi vậy đó. Dạ, em biết. Rồi mới mò về nhà. À. Lúc đó tôi cũng bực tức dữ lắm. Tôi á, chửi cho một trận. Trời. Tôi tưởng đâu chồng tôi á, đã nghe lời tôi. Không ngờ á, chồng tôi quánh tôi á, bầm dập tôi vậy đó. Ồ, đã, chị đã chạy nợ trả cho ảnh rồi, ảnh còn về đánh thật chị nữa. Không, dừng lại ở đó nữa đâu. Trời. Có nhiều lần lắm, nhiều lần á là người ta tới mà người ta đòi, nhưng mà tôi đi làm á cũng tiền đâu có nhiều đâu để mà có số tiền á trả nợ cho người ta chứ. Ờ. Tôi nói với mấy người đó đó, người nào có vay mượn á thì á, mấy anh mấy chị á cứ kiếm người đó, chứ tôi đâu có vay mượn á mấy anh mấy chị đâu mà tới đây đòi tôi. Ờ. Rồi họ xiết đồ vô nhà, có cái gì quý là họ xiết hết à. Ờ. Lúc đó tôi cũng khóc lóc cứ năn nỉ người ta, nhưng mà người ta nói chẳng thà bây giờ lấy đồ đi, còn số nợ đó nữa mai mốt đòi đó. Ờ. Tôi khổ vì chồng tôi nhiều lắm. Trời. Bữa đó đó là đi quýnh pizza tới sáng luôn. Ờ. Rồi không biết á, ai cự với ai đó đó. Rồi dễ chửi nhảm nhảm. Về quạo. Rồi chửi luôn vợ con nữa. Ờ. Nói cái nhà gì á, mà nghèo gắt mồng tơi, không có cái thứ gì hết. Biết vậy rồi đó á, không có lấy vợ. Vợ, tôi khỏe rồi. Ừ. Lúc đó tôi á, thì ẵm cái đứa thứ hai đó, nó cũng được 10 tháng rồi. Ừ. Mà cứ chửi hoài. Tôi cứ bật lên đi. Tôi nói cái đồ không biết lo làm ăn chồng người ta kìa, nó coi gương chồng của người ta kìa. Ừ. Lo làm chí thú nuôi vợ nuôi con. Còn anh á, anh hứa với tôi là về lo tập trung làm ăn, không chơi bời. Mà bây giờ anh coi lại anh coi, người không có mượn người mà ma không có ma. Trời. Rồi chồng tôi mới nói mày im cái mỏ mày lại nha, mày mà la nữa là tao lấy cái ghế đổ này tao đập vô đầu mày. Ờ. Tôi không ngờ chồng của tôi thương biết bao nhiêu mà nỡ mà chửi mắng tôi như vậy đó. Ừ. Rồi chồng tôi đâu có chịu im đâu, cứ chửi hoài. À. Rồi cuối cùng sao? Tôi đang lúc á,
cho đứa nhỏ nó ăn đó mà bực lắm. Rồi tôi mới cự lại, anh có giỏi thì đi ra đường kiếm tiền đi, đừng có về nhà mà chửi mắng vợ con gì nữa. Cái nhà này là nhà để làm ăn chứ không phải là cự lộn xào xáo tối ngày. Dạ. Tôi mới hốt được mấy bộ đồ của anh ta đó, tôi mới giục đi ra ngoài. Tôi nói anh đi đi, anh đi khỏi nhà này đi, tôi không cần cái người chồng mà vô ơn bạc nghĩa đâu. Dạ. Rồi anh ta quýnh tôi té xuống đất vậy đó. Rồi mới chửi tôi nữa, nói mày cầm cái miệng lại nha, mày không cầm á là hồi tao giết mày đó. Thì lúc đó tôi buồn bực dữ lắm, tôi tủi nhục dữ lắm, tôi mới nói có ngon anh thử anh giết tôi đi. Trời. Thì á, thử coi á, pháp luật á có trừng trị anh không. Rồi lúc đó anh ta nóng quá, anh ta chạy vô nhà chụp được cái con dao nhọn đó, anh ta chạy ra, anh ta đâm tôi 17 nhát luôn. Trời. Rồi chết luôn. Wow. Chỉ vì tức giận mà đành lòng sát hại chị đến vậy luôn hả? Phải. Cái người chồng mà tôi thương dữ lắm mà không ngờ anh ác tâm vậy đó, anh ra tay anh giết tôi luôn. Thực sự em nghe chị kể em cũng đau lòng hơn chị nữa. Chị vì nói chung là chị đã dành hết tình cảm cho một người con trai, đã chung sống, đã có hai mặt con rồi, mà cuối cùng chỉ vì cứ một cái cuộc vui mà chồng chị lại đành lòng sát hại chị đến như vậy. Cho nên chị mới ngoan có oán hận, rồi đó mới lang thang của ta bà ở đây. Thôi thì bây giờ em nói chuyện thế này đi, giờ mình cũng đã chuyện gì cũng đã lỡ rồi, thì mình mang cái oán hận thì cũng không được cái gì. Chị chỉ có thể là tức giận mà lang thang cổ ta bà này, rồi đối khác lạnh lẽo thôi. Chị cũng chỉ mang oán hận thì trong người, chị cũng đâu có quay về để mà sát hại chồng mình được. Với lại một phần nữa chị cũng đâu có nỡ làm như vậy. Nhưng lại chị làm như vậy rồi thì con cái mình ai lo đó. Chính vì vấn đề đó thì em mới nói chị là chị nên buông bỏ những cái oán hận nó đi qua một bên, mình nhẹ cái lòng để mình có thể là mình tìm một con đường nào mới, mình sớm mình được đi được hai chuyện kiếp để làm một kiếp người mới. Đó. Chứ còn chị mang cái oán hận, mang cái nghiệp này hoài thì cái luồng âm khí của chị càng ngày càng tích tụ càng cao cái oán hận, thì chị càng không có thể được đi về chùa núi thôi hành tạo được. Đó. Thì nói chung á thì em đi đến đây thì em cũng đã xin được cái xác lệnh của bề trên để giúp và gọi là y chang như là dẫn đường dẫn lối, rút ngắn được cái khoảng thời gian những vong linh mà có duyên gặp em ở đây á để được đi về chùa núi tu hành học đạo. Tại vì về đó là mình có rất là nhiều lợi cho mình. Cái thứ nhất á là mình được cái sổ trú ngụ đàng hoàng nè, còn được những ngày bảo vệ nè, khỏi phải bị ma quỷ hay là những vong linh hung dữ tấn công. Chứ còn chị ở đây thì chị thấy gì đó, người nhiều khi chị gặp những vong linh dữ hay những con quỷ dữ năng hiếp chị, là chị là phận nữ nhi nữa, chị đâu có làm lại. Đó. Cái thứ hai nữa là mình sẽ về đó là mình sẽ được quý sư thầy trên chùa núi ấy, sẽ nấu những mâm cơm chay, sáng ngày sẽ cúng kiến cho chị dùng, chị thiệt no lòng ấm dạ. Còn ở cõi tới bà này thì chị thấy rồi, đói khát lạnh lẽo, bữa đói bữa no, có thể 7 đến bữa mới có được bữa. Chị lúc đó có phước rồi đó, chị được 7 ngày đó, còn có bữa gặp những vong linh kia ha, là 1 tháng nè, 2 tháng nè, 3 tháng luôn. Tại vì bây giờ chị không biết rồi, vong hồn ma lang thang của cõi tới bà này thì rất là nhiều, người đồ cúng thì lại rất ít. Chị chỉ thấy thì chỉ có là ngày 16 hay là những ngày người ta cúng kiến hay là người ta mua những chiếc xe về để cúng, đó là mới có đồ để vong dùng thôi, hay là người ta cúng tam tai thì mới có đồ thôi. Chứ còn những ngày thường như vậy thì ai mà cúng kiến cho chị dùng. Cho nên là người ta gọi là cung thì ít cầu nhiều đó. Phải, đúng rồi. Yeah. Làm vong linh như tôi gì nè, khổ cực dữ lắm, tôi khác cái truyền miên luôn. Nhiều khi đói bụng dữ lắm mà cũng phải gán mà nhịn. Đó, thì chính vấn đề đó đó thì em mới là khuyên chị đi về chùa. Tại về chùa thì mình sẽ được bề trên giảng đạo thuyết giáo Phật pháp chị hiểu nè, và cho chị nghe kinh niệm Phật, đọc chú, để mình giảm bớt cái oán hận, giảm bớt cái nghiệp của mình, để mình có thể là mình
sớm mình đi thay chuyển kiếp luân hồi để làm cái người mới. Còn về phần chồng chị thì theo em nghĩ thì chắc cũng đã được pháp lực trừng trị, hoặc cũng đã bề trên cũng đã gọi là bắt đi trả nghiệp rồi, nên chị cũng đừng có oán hận nữa mà nhờ buông bỏ để chấp nhận em đưa thi chị về chùa về núi để chị tu hành đạo nha. Tôi nghe được những lời vậy á, tôi mừng dữ lắm. Dạ. Nhiều lần tôi cũng muốn đi á, siêu thoát hoặc á, đi chuyển kiếp gì á, nhưng mà không có được. Dạ. Không có biết đường đi, không có định hướng được á. Mà giờ có người á, tới đây nè, giúp đỡ cho mình ăn uống đầy đủ rồi, còn giúp mình đi về chùa để mà tu hành nữa. Tôi mừng lắm. Dạ. Nó thì chị đã nói rồi là chị cũng muốn đi siêu thoát, muốn đi tu hành nhưng không biết đường, thì ngày hôm nay cái chăng là bề trên đã dẫn đường dẫn lối cho chị, cũng như dẫn đường dẫn lối cho em đến đây để chị và em được gặp nhau ở trên cục thổ này để em giúp đỡ cho chị một phần nào đó được cũng ngắn một khoảng thời gian. Thôi bây giờ để em đưa chị đi nha, chị thấy sao? Tôi chấp nhận, tôi đồng ý. Dạ. Hãy giúp cho tôi được đi đi. Dạ rồi, thì bây giờ thì chị cứ chấp tay lời niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, rồi em sẽ mở cái luồng sáng ha, thì chị cứ đi theo sẽ về tới cổng chùa. Về đó thì chị cứ lợi trình diện 2 ngày hộ pháp, thì 2 ngày sẽ sắp xếp cho chị vào trong. Thì vào trong thì bà bề trên sẽ sắp xếp cho chỗ chú ngủ cho chị, rồi bắt đầu mình tu tập, rồi sớm mình sẽ được đi đầu thai thôi nha. Tôi biết rồi, tôi nhớ rồi, tôi sẽ làm theo những gì căn dặn. Dạ, thì chị chấp tay này sẽ chuyển đến môi Phật đi, rồi sẽ đưa chị đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi cả nhà, thì ngày hôm nay thì con cùng cả nhà mình có quay trở lại căn nhà của thầy Pháp, thì cũng đã giúp đỡ được một cô linh của một chị gái nha cả nhà. Chị gái này thì chắc cả nhà mình cũng nghe cái câu chuyện của chị kể rồi, thì thực sự là rất là thương tâm. Cái lại vấn đề nữa là cũng có nghe chị nói là còn cũng là một vài pháp linh nữa đã cùng với chị về đây, về nhà của thầy mình, để mà gọi là nhớ lại những cái khoảnh khắc mà thầy đã bảo vệ những vong hồn, những hồn ma ở trong căn nhà này cả nhà. Vì do là chắc có lẽ là con cũng chưa gọi là đủ duyên với những vong linh kia, cho nên là cũng chưa gặp được. Thì con hy vọng rằng thì sẽ một ngày nào đó sớm nhất thì con rảnh con sẽ đến đây để mà tiếp tục tìm kiếm những vong linh đang lang thang quẩn trong căn nhà này, để được đưa họ đi về chùa về núi cho họ tu hiền tu lành, để sớm được đi được thai chỉ kiếp luân hồi làm kiếp người mới nha. Dạ, thì có lẽ bây giờ con cũng xin kết thúc cái video ở đây luôn, để con dọn dẹp các bạn đi về. Thì cuối clip thì cho phép con xin chúc cả nhà mình thì có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình, cũng như là thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe, thanh tâm an lạc trong công việc của cuộc sống. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những clip tiếp theo.